Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Nhuận Honda Hồng Đức nha. Thì hiện tại Nhuận đang có mặt ở Hết Honda Hồng Đức 10 với địa chỉ quen thuộc là ấp Châu Ích A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ review cũng như là báo giá cho các bạn về tất cả những cái mẫu xe số dòng bình dân cao, dòng bình dân nha các bạn. Thì ở phiên bản này thì nó có là 3 dòng để các bạn mình lựa chọn. Thứ nhất là dòng xe Wayanfa. Thứ hai là dòng xe Black và thứ cuối cùng là dòng xe RX. Thì tin vui cho các bạn thì ba dòng xe này thì hiện tại trong thời điểm là cuối tháng 7 thì đang có xu hướng là giảm giá rất là nhiều luôn, và cùng với đó là chương trình khuyến mãi cũng rất là nhiều. Cái thứ nhất là dòng xe này đang có chương trình là hỗ trợ giảm giá học sinh sinh viên nè, chương trình dành cho công nhân, hoặc là những cái chương trình là hỗ trợ phí đăng ký biển số. Thì giá giảm như thế nào thì Nhuận mời các bạn mình xem clip. Và trong clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ review những cái phiên bản màu độ mới cửa hàng ha. Thì đầu tiên á, là Nhuận sẽ review trước ở phiên bản này trước đi. Thì chiếc này là chiếc Wayanfa, phiên bản này là phiên bản độ màu mới nhất của cửa hàng bên mình. Thì như các bạn đã biết á, thì Wayanfa hiện tại là nó bao gồm 4 phiên bản màu chính. Thì đầu tiên á, là màu đỏ, trắng, xanh đen, là đó là những cái phiên bản màu gốc của Honda sản xuất, có nghĩa là của nhà sản xuất. Còn hai phiên bản trên màn hình các bạn đang xem chính là hai phiên bản độ màu. Thì ưu điểm của dòng hai độ màu này á, là nó không bị trùng màu với cái những phiên bản màu gốc. Thứ hai là sẽ được bảo hành màu sơn lên đến là 3 năm nha các bạn. Rồi thì cái phần kế tiếp là cái chương trình là giảm giá nha. Thì dòng xe Wayanfa, Nhuận sẽ báo giá luôn đi. Thì Wayanfa hiện tại bên cửa hàng bên mình thì giá hôm nay chỉ từ là 18 triệu 800 ngàn thôi. Thì khi các bạn mua xe á, thì các bạn sẽ được hỗ trợ phí đăng ký biển số là 800 ngàn, có nghĩa là giá sau trừ khuyến mãi cho các bạn luôn nha. Thì sau trừ khuyến mãi chỉ còn lại 18 triệu 800 ngàn thôi. Thì nếu các bạn mình lựa chọn hai cái phiên bản màu độ này á, thì mình phải trả thêm tiền độ màu sơn nha. Thì chi tiết hơn các bạn mình có thể là gọi cho Nhuận đi, Nhuận sẽ tư vấn cho các bạn về tất cả chương trình ha. Về cái phần kế tiếp á, là chương trình ưu đãi dành cho các bạn sinh viên nha. Ví dụ các bạn mình mua dòng xe Wayanfa này á, thì các bạn đang là sinh viên, điều kiện á, là mình đang là học lớp 12 nè, hoặc là các hệ như là cao đẳng, đại học, thì khi các bạn mua xe á, các bạn nhớ đem theo cái thẻ sinh viên của mình, thì các bạn sẽ được giảm giá thêm là 700 ngàn, trừ thẳng trên giá, và cùng với đó là mình sẽ được tặng thêm cái ba lô thời trang cao cấp ha. Đó là chương trình dành cho sinh viên đó. Thì kế tiếp á, là Nhuận sẽ báo giá về dòng xe Ballet cho các bạn ha. Thì cùng là phân khúc 110cc, nhưng mà mình sẽ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là Wayanfa, thứ hai là dòng Ballet. Thì đối với dòng Ballet hiện tại là nó có 3 phiên bản cho các bạn ha. Đầu tiên là phiên bản bánh căm thắng đùm, bánh căm thắng đĩa và phiên bản bánh mâm. Thì trên màn hình các bạn đang xem á, chính là cái phiên bản bánh mâm, và phiên bản này chính là cái phiên bản độ màu. Đây là cái phiên bản đấu màu sơn, nói như là đấu tem luôn ha. Tất cả những chi tiết đều là đấu tem vào trong hết. Ví dụ như là màu đỏ, màu đen nè, được cửa hàng bên mình phối màu lại, nhìn thấy nó cực kỳ đẹp luôn. Và ở tất cả phiên bản này nó đều sử dụng là bóng đèn halogen hết nha các bạn. RX, Ballet và Wayanfa đều sử dụng là halogen, thì nó cho ra cường độ ánh sáng vàng nha. Thì cái ưu điểm của dòng ánh sáng vàng nè, khi các bạn mình sử dụng lỡ như mình sử dụng trong đêm tối, mà lỡ có khi mà trời mưa chẳng hạn, thì với cái cường độ ánh sáng vàng này nè, thì mình rất là dễ dàng quan sát ha. Thì dòng xe Ballet hiện tại thì giá hôm nay á, là chỉ từ là 18 triệu 800 ngàn ha. Về kế tiếp là chương trình hỗ trợ dành cho các bạn đang là công nhân nè các bạn. Ví dụ như các mình đang là công nhân ở khu công nghiệp, điều kiện á, là công nhân mình đang ở khu công nghiệp ở thành phố Chăng đó các bạn, thì mình sẽ được giảm giá thêm là 500 ngàn đối với dòng xe Ballet ha, áp dụng chung luôn nha, Alpha, Ballet và RX đó. Thì mình sẽ được giảm giá thêm là 500 ngàn trừ thẳng trên giá nữa. Thì điều kiện á, thì các bạn nhớ đem theo cái thẻ công nhân á, ở khu công nghiệp ở thành phố Chăng, thì sẽ được giảm giá thêm nha. Thì đó là chính là cái chương trình dành cho công nhân. Và kế tiếp á, là Nhuận sẽ báo giá cho các bạn về dòng xe RX ha. Thì RX thì hiện tại là nó có 3 phiên bản, bánh căm thắng đùm, bánh căm thắng đĩa và phiên bản bánh mâm. Thì như các bạn đã biết rồi, thì hai dòng xe Alpha và Ballet á, thì nó sử dụng là bình xăng con, nhưng mà phiên bản này cũng là động cơ 110cc á, thì mình sẽ thêm một cái sự lựa chọn nữa, chính là cái xăng phun điện tử nha các bạn. Thì công nghệ xăng phun tử này nó sẽ đưa cho mình á, cái thứ nhất á, là máy mình hoạt động là êm ái và bền bỉ hơn. Cái thứ hai là khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Thì
Ước tính là 1.70 lít trên 100 km thì có nghĩa là tương đương 1 lít xăng mình sẽ đi tầm khoảng cỡ 55 đến 65 km. Thì ở cái mức tiêu hao nhiên liệu như thế này á, là cũng là một cái tiêu hao nhiên liệu cũng như là cái điều kiện rất là tuyệt vời để cho khách hàng mình có thể lựa chọn dòng xe RTX ha. Thì giá hiện tại dòng RTX hiện tại bao gồm 3 phiên bản. Đầu tiên á, là bánh công thắng đùm, thì giá hôm nay sau trừ khuyến mại nó chỉ còn lại là 23.990.000. Thì đối với giá này thì nó đã giảm thêm vài trăm ngàn so với cái clip trước có nhận báo các bạn. Ở clip trước là 24.490.000, thì clip này nó đã giảm cho mình khoảng 500.000 đó các bạn. Rồi kế tiếp là phiên bản bánh căm thắng đĩa ha. Bánh căm thắng đĩa là như thế này nè, ở đây là căm thắng đùm nè, nó căm thắng đĩa này sẽ có cái đĩa như thế này. Thì giá hôm nay chỉ từ là 24.990.000 ha. Thì có nghĩa là nó đồng loạt tất cả các phiên bản đều giảm giá. Và cuối cùng là phiên bản bánh mâm. Phiên bản bánh mâm á, thì của nó là phiên bản bánh mâm thắng đĩa ha. Phiên bản bánh mâm thắng đĩa thì các bạn có cái thông số kỹ thuật nè. Trọng lượng sản phẩm là 99 km ha. Dài là với chiều dài rộng cao là 1920 72 và 1075 ha. Độ cao yên là 769 và dung tích bình xăng là 3,7 lít nha các bạn. Đó là những cái thông số dòng xe Blade. Và rồi tiếp là phần sau nè. Đó. Những cái thông số này thì nó có cái khác là bình xăng là 4,1 lít nha các bạn. Đó. Thì về cái phần giá của cái phiên bản bánh mâm á, thì hiện tại á, là từ 27.990.000 giảm được 1 triệu, nó còn lại là 26.990.000 thôi. Cũng nghĩa là nó đã giảm giá thêm 1 triệu đồng nữa. Thì giảm giá là 500.000 so với cái thời gian trước nha. Rồi kế tiếp là Nhuận sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chương trình dành cho các bạn mình có nhu cầu đổi xe mới ha. Ví dụ như là mình có những dòng xe đời trước mình không sử dụng, xe 50 chẳng hạn, hay là những xe của hãng khác, thì khi các bạn mua xe mình có nhu cầu mình đổi xe luôn á, sẽ được giảm giá thêm 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá. Đó là chính là chương trình khuyến mãi nha các bạn. Rồi thì kế tiếp là Nhuận sẽ chia sẻ cho các bạn về phần quà tặng theo xe ha. Thì khi các bạn mua xe các bạn sẽ được nhận gói quà tặng trị giá thêm 1 triệu đồng nữa, là bao gồm nón bảo hiểm, áo thun áo mưa, 2 lít rưỡi xăng, 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí, mình sẽ được giảm giá là 50% phí đăng nhất ha. Và cùng với đó mình có gắn phụ kiện, mình sẽ được giảm giá là 30%. Ví dụ như là mình gắn ba ga, móc vỏ, bảo vệ lốc cũng như là quán ống xăng của Nano hay là chống trộm vân vân. Thì khi các bạn mua xe các bạn có việc liên hệ với Nhuận đi, Nhuận sẽ tư vấn cho các bạn về những cái phần giảm giá ha. Về cái chương trình dành cho các bạn mua trả góp á, thì ba dòng này đang có chương trình đó là hỗ trợ trả trước 0 đồng và nhận ngay cả quả gốc. Thì tuy nhiên á, ví dụ như tài chính của mình có cao hơn, có thể là trả trước khoảng 10%, 20%, 30%, thì tùy theo cái các bạn muốn hỗ trợ như thế nào, thì các bạn có thể là liên hệ với Nhuận qua số điện thoại là 0964878 234878 ha. Nhuận đọc lại nha, 0964234878, thì số điện thoại này có Zalo luôn, cho nên các bạn mình có thể là gọi trực tiếp cũng như là kết bạn Zalo để Nhuận có thể là tư vấn trực tiếp và lên hồ sơ online cho các bạn luôn nha. Đó, thì clip báo giá của dòng xe phân khúc ở 110cc á, thì bên mình là kết thúc nha các bạn. Thì dù các bạn mình có thấy clip bên mình hay và bổ ích, có thể là để lại một lượt đăng ký ủng hộ cho cửa hàng nha. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip luôn ạ.